liên quan tới vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 4 tháng 6 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Bảo Hiệu, huyện Yên Thủy, Hòa Bình, khiến 3 người tử vong. Công an huyện Yên Thủy đã tạm giữ hình sự tài xế Nguyễn Văn Doanh, 29 tuổi, ở xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, để điều tra về vi phạm các quy định pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Theo lời khai ban đầu của tài xế Doanh, nguyên nhân vụ tai nạn là do đoạn đường dốc nên xe tải bị mất phanh, không kiểm soát được tay lái, khiến xe bị lật đè vào xe ô tô con đi ngược chiều. Tuy nhiên, hình ảnh từ camera hành trình của ô tô đi trên đường vào thời điểm trước khi xảy ra tai nạn cho thấy xe tải chở đất chạy với tốc độ cao. Khi gặp máy xúc đang lưu thông trên đường, xe tải đã lấn sang chiều đối diện rồi dẫn tới lật xe, đè bẹp xe con. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, bước đầu xác định xe tải chở đất có dấu hiệu cơi nới thùng xe, chở quá tải, vượt sai quy định, không giữ khoảng cách an toàn.